hợp. Tôi thì không phải là MC, nhưng tôi xin giới thiệu một cặp gọi là MC phải nói rằng là quý vị sẽ hài lòng. Đó là bác sĩ Huỳnh Trọng Tâm và nữ ca sĩ Thu Hà đến từ York, Carolina. Cô Thu Hà là một nữ ca sĩ mà quý vị sẽ nghe tiếp sau đây. Có một dòng ca mà quý vị không thể nào quên được và nhớ mãi nhớ mãi. Cô có đôi bàn tay rất là dịu dàng, đã thoa bóp biết bao nhiêu là những bệnh nhân và có giọng ca rất là truyền cảm, đã làm ấm lòng biết bao nhiêu là các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đây xin giới thiệu bác sĩ Huỳnh Trọng Tâm. Đây nữ ca sĩ Thu Hà. Đây là một cặp duyên ương có duyên với hội thân hữu châu đốc chúng ta. Cô có một giọng ca để quý vị sẽ thưởng thức và thường với tôi, có phải tôi nói đúng hay không nhá. Và cô rất có tài, nguyên cái tài của cô ca hay đủ các miền Nam Trung Bắc, và nhờ theo tiếng đàn của bác sĩ Huỳnh Trọng Tâm, quý vị sẽ thưởng thức một bên văn nghệ rất là hào hứng và rất là quý giá. Xin trân trọng mời thầy Huỳnh Trọng Tâm. Là xin gửi đến quý vị hội đồng hương thân thương châu đốc lời cảm ơn sâu xa và lời chào chân thành của chúng tôi. Dạ kính thưa quý vị, thật không đúng như lời của chị Thị nói mà chúng tôi bị bắt cóc lên đây. Nếu có điều gì sai lầm trong chương trình văn nghệ, có những lời nói lắp thiếu sót, một lần nữa thành thật xin thứ lỗi cho. Và để bắt đầu chương trình văn nghệ hôm nay, kính thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ban nhạc lừng danh của hội đồng hương châu đốc. Kính thưa quý vị, cho anh Siêu một đỏ hoa hồng. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa qua một phút giây vui nhộn qua tiếng đàn rất là rộn rã, tiếng đàn mandolin của anh Siêu. Và kính thưa quý vị, như tôi không lầm thì trên bàn chúng ta đang có một món ăn thật là quê hương. Món đó nếu người Mỹ làm salad thì không thể nào bằng là món gỏi tôm sứa. Nhưng mà khi nói tới Việt Nam thì hầu như chúng ta không thể nào quên được món gỏi này. Trong khi thưởng thức những vị ngọt bùi và triền miên của món gỏi tôm sứa, chúng ta hãy đưa hồn mình về quê hương. Một quê hương đã nghìn trùng xa cách. Một quê hương không bao giờ chúng ta nguôi mai trong tiềm thức của mình. Quý vị cũng như chúng tôi, có hẳn đã đêm từng đêm chúng ta trằn trọc thao thức cho tiếng hát của ai thân để khóc cười cho giọng nước của tôi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Trương mà đang nhìn lên đây, xin anh đem cái ống sáo lên đây để chúng ta đưa giọng Nga của cô Thu Hà về với những vùng vĩ giảm thân hương. Xin kính mời anh Trương với quê hương còn bỏ lại. Và mở đầu chương trình, mở đầu của bài ca quê hương mọi còn bỏ lại sẽ có bốn câu thơ, xin anh Trường giúp cho. Dạ kính thưa quý vị, đây cô Thu Hà. Thu Hà xin hân hoan kính chào tất cả các vị đồng hương. Đặc biệt Thu Hà xin hân hoan kính chào tất cả các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thân mến. Nhạc phẩm đầu tiên, Thu Hà xin trân trọng kính gửi đến tất cả quý vị đồng hương cũng như tất cả các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang có mặt tại trong nhà hàng Tân Tân tối nay, một nhạc phẩm mà sẽ giúp cho quý vị tìm lại những cái gì chúng ta đã mất và hiện tại chúng ta đang ở Mỹ. Tôi hy vọng quý vị
ta lưu vong, nhưng linh hồn chúng ta sẽ không lưu vong. Nhạc phẩm của Tô Hiền Vân xin kính gửi đến quý vị. Tôi sẽ ngâm giả 4 câu thơ để xin kính tặng tất cả quý vị đồng hương và châu đốc cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Your mind.
thành yêu cầu tất cả những bệnh nhân của cô Thu Hà đã từng được thầy công chăm chút. Xin đứng lên cho Thu Hà một tràng pháo tay. Đứng nào đứng lên, đây là những bệnh nhân của cô Thu Hà. Đây là các cháu Càng Hoa, học trò 40 năm. Chúng tôi xin quên giới thiệu một nhân vật quan trọng. Cô là một võ sư của ấp trượt võ đường Che Xanh ở Nocorena. Cô có một chú đá rất là hấp dẫn. Nếu tất cả quý vị nào muốn thưởng thức, muốn tranh tài, xin mời. Cô Hà biểu diễn chặt đứt lần đầu. Anh có vẻ hơi ác một tí đấy. Thế là có vấn đề đấy bác ạ. Và tiếp theo đây là anh hội trưởng hội thân hữu chưa đó, có đôi lời với ca sĩ Thu Hà. Quý vị văn khách kính thưa quý vị thân hữu đồng hương cho đó ở cho trà và các đồng hương từ các địa bàn xa về. Quý vị vừa thưởng thức một bài hát rất là trữ tình do chị Thu Hà mang đến cho chúng ta, và được biết do... và để đến